Dạ chim đậu đầy cành cây luôn, nhưng mà không có đứa nào xuống ăn để bắt đi phóng sanh hết à. Dạ hôm nay là một ngày mà không thể nào phóng sanh được luôn. Ngày 28 con chịu thua, con bó tay luôn rồi. Thử bắt vịt phóng sanh không được luôn. Dạ thôi.